Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm cao linh chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc Trong việc là hỗ trợ ở giải độc cơ thể cũng như là tăng cường sức đề kháng Thưa các bạn, cơ thể nhiễm độc chính là tình trạng mà chúng ta luôn cảm thấy mệt mỏi à, hay nói cụ thể hơn đó chính là tình trạng mà gan của chúng ta bị nhiễm độc từ đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên da mặt khiến cho da mặt của chúng ta thường xuyên nổi mụn cơ thể của chúng ta thì rất dễ mắc phải các triệu chứng như buồn nôn à, hay là không hấp thu được tốt thức ăn à, và bên cạnh đó thì đề kháng kém cũng là một trong những vấn đề mà rất nhiều người gặp phải sức đề kháng kém thì sẽ gây ra nhiều biến chứng chẳng hạn như là chúng ta rất dễ bị ốm so với những người xung quanh hay là thậm chí là khi mà chúng ta bị thương thì khả năng cũng như là tốc độ hồi phục của vết thương vô cùng chậm và thậm chí nó còn gây ra tình trạng lở loét cũng như là bị nhiễm trùng ở vết thương như vậy có thể thấy là những căn bệnh mà Kiều Anh vừa chia sẻ ở trên đây thì vô cùng nguy hiểm đúng không ạ? Và hầu hết thì những triệu chứng này đều gặp ở người cao tuổi, khi sức đề kháng của họ đã kém cũng như là cơ thể của họ thì đã uh, bị nhiễm độc lâu năm. Chính vì vậy việc làm như thế nào để có được một sản phẩm giúp giải độc cơ thể hiệu quả? tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe luôn là vấn đề quan tâm được quan tâm của rất nhiều người đúng không ạ? Và trong video này, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm cao linh chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ giải độc cơ thể cũng như là tăng cường sức đề kháng. Dòng sản phẩm cao linh chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm được bào chế, được điều chế từ sản phẩm nấm linh chi. Và hẳn các bạn đều biết rằng nấm linh chi là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm cũng như là có tác dụng tốt như thế nào với cơ thể rồi đúng không ạ? Nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao sản phẩm cao linh chi này nó lại có công dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giải độc cơ thể thì Kiều Anh sẽ giải thích như sau Hợp chất polysaccharide có trong sản phẩm nấm linh chi nói chung hay sản phẩm cao linh chi nói riêng này thì có công dụng là tăng cường sức đề kháng uh, cũng như là giải độc cho cơ thể hay nói cách khác thì có một số polysaccharide có trong sản phẩm cao linh chi này nó còn có khả năng là ức chế các tế bào ác tính trong cơ thể của chúng ta và chính từ những công dụng cũng như là từ những điểm mạnh của nấm linh chi thì đã được tổng hợp cũng như là đã được giữ nguyên tính chất và cho ra đời dòng sản phẩm cao linh chi bên cạnh kiểu anh đây và với sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ hỗ trợ là tổng hợp DNA, RNA trong cơ thể của chúng ta như anh vừa chia sẻ và quan trọng hơn hết là nó sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết giải phóng các loại độc tố ra khỏi ngoài cơ thể và thay vào đó thì sẽ tổng hợp các hợp chất cần thiết những hợp chất có lợi và cung cấp những hợp chất những dưỡng chất đó trong cơ thể của chúng ta từ đó thì sẽ giảm thiểu được tình trạng sức đề kháng kém đồng thời là giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn Ngoài hợp chất polysaccharide mà Kiều Anh vừa kể có tác dụng với cơ thể, thì trong sản phẩm cao linh chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc này còn có một hợp chất khác có tên gọi là acid ganodenic. Và loại hợp chất này thì có công dụng là giúp giải độc gan cho chúng ta, đồng thời là đào thải các loại độc tố ra khỏi ngoài cơ thể qua đường mồ hôi, qua đường đi tiểu chính vì vậy thì khi mà sử dụng dòng sản phẩm này chúng ta chỉ sau một thời gian thôi sẽ thấy là cơ thể của mình được khỏe mạnh hơn nhiều và các triệu chứng đề kháng kém hay là chúng ta bị ốm thường xuyên thậm chí là cơ thể của chúng ta nhiễm độc trước đây sẽ không còn nữa và chính từ những công dụng những lợi ích này mà sản phẩm cao linh chi hộp gỗ trắng đến từ hàn quốc đang ngày một được yêu thích hơn và trở thành một trong những sản phẩm hàng đầu được người người nhà nhà ưa chuộng sử dụng và các bạn hãy nhớ nhé là với một sản phẩm tuyệt vời như này thì chúng ta cũng có cách dùng vô cùng đặc biệt. À, đầu tiên các bạn hãy chú ý cho Kiều Anh đó chính là chúng ta luôn bảo quản dòng sản phẩm cao linh chi này ở trong nhiệt độ phòng bình thường. Thứ hai, đó chính là khi sử dụng dòng sản phẩm cao linh chi hộp gỗ trắng thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 2 lần và mỗi lần chúng ta sẽ pha từ 1, từ 2 cho đến là 3 thìa cao linh chi với nước ấm và uống trực tiếp ngay sau đó và sau khi sử dụng thì các bạn hãy nhớ rằng chúng ta nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh tập luyện thể dục thể thao điều độ cũng như là chúng ta phải thường xuyên kết hợp sử dụng sản phẩm cao linh chi trong thời gian dài thì các anh tin chắc rằng sức khỏe của các bạn sẽ ngày một tốt hơn và đặc biệt đối với những người cao tuổi cơ thể của họ cũng sẽ mạnh khỏe hơn không còn tình trạng sức đề kháng kém hay là tình trạng cơ thể nhiễm độc nữa và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.